Thưa quý vị, hơn 70 chú ngựa của đội cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ có một buổi biểu diễn rất đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay trước quảng trường Ba Đình, trước các đại biểu Quốc hội. Và đây cũng là những thành quả của những nỗ lực của đội trong suốt 5 tháng vừa qua để rèn luyện, tập huấn cũng như là chuẩn bị cho những cái nhiệm vụ sắp tới. Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có 105 con ngựa, đa phần là ngựa hoang từ 2 đến 4 tuổi. Trong số đó có 70 con ngựa được huấn luyện và số còn lại là ngựa giống để sinh sản. Đến nay đã có 4 ngựa con được ra đời sau khoảng thời gian huấn luyện tại Việt Nam. Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ có những chức năng nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, triệt phá các cái băng ổ nhóm tội phạm, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm ở những nơi vùng sâu vùng xa hẻo lánh, đặc biệt không có các loại phương tiện ô tô mô tô có thể vận hành được, có thể thực hiện nhiệm vụ như thực hiện nghi thức của nhà nước và thi đua ngựa quốc tế. Các chú này đều là những chú ngựa hoang dã được huấn luyện nhưng đã nằm trong bàn tay thuần phục và dẫn dắt và hướng dẫn huấn luyện của các chiến sĩ kỵ binh. Và các chiến sĩ này có một thể lực rất khỏe mạnh, bền bỉ dẻo dai và đặc biệt là rất yêu mến động vật. Đã có những đồng chí bị ngựa hất tung, ngã xuống đất hay bị ngựa chống đối, khuỵu xuống đè lên người. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, tới nay đội đã thuần hóa được 65 trên 70 con ngựa hoang dã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.